Chào mừng tất cả các bạn đã đến với channel Tô Vẽ Tranh của mình. Hôm nay hãy cùng mình tô màu cho một nhân vật hoạt hình về cái máy bay này nhá. Mình đã chuẩn bị sẵn bức hình ở đây rồi và bây giờ sẽ cùng mình tô màu như thế này. Máy bay này mình sẽ sử dụng màu xanh dương để tô màu nhé. Anh Long ở đây nợ 3 triệu rồi. Đúng vậy. Đây sẽ là bằng chứng trước tòa. Và mình sẽ tô thêm một ít màu xanh lá cây phía trên này nhá. Vậy cái mắt này thì mình sẽ tô màu tím nhá. Thank you.
ngoái đấy. À ra là trùng khớp. Và bức tranh về cái nhân vật hoạt hình máy bay này đã được mình hoàn thành rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy ấn like, ấn đăng ký để có thể theo dõi những video tiếp theo khi mình đăng video trên kênh của mình.